Mến chào quý cô chú và em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có ngũ sắc và một số dòng khác muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi anh chào My. Dạ em chào anh Thái. Em mến chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như đang xem clip của em ạ. Thì địa chỉ nhà vườn của em là Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như là số Zalo của em là 0907426576. Thì đến với clip hôm nay em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương và ủng hộ em những clip vừa rồi ạ. Thì em không làm mất thời gian, em sẽ lên một cây số 1 ha cô chú anh chị. Một cây ngũ sắc Thái. Tán em đo đây được là 93. Chiều cao em đo đây là 1m03. Hoành là hoành 12. Mã số 1 này em xin giao lưu với mức giá là 380 ha của chú anh chị. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Đủ. Thì thường thường hoa giấy đi có thể là rụng hoa rụng lá. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ thông cảm giùm em chuyện này ha. 380 mã số 1. Bao đủ 5 màu cho mình nghe quý cô chú anh chị. Em lên cho mình mã số 2 là một cây tím bướm. Tán em đo đây là 76. Chiều cao là 85. Form rất là tròn quý anh chị. Hoành là hoành 14. Mã số 2 em xin giao lưu với mức giá là 380. Em cũng đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha quý cô chú anh chị. Rực rỡ hoa. 380 cho mã số 2. Em lên cho mình mã số 3 là cây ghép nhiều màu. Lửa nhiều màu quý anh chị em. Tán em đo đây là 64. Chiều cao là 70. Hoành là hoành 13. Mã số 3 em xin giao lưu mức giá là 370. Mã số 3 em đã bao phí ship rồi ha. Có trắng lửa, cam lửa, đỏ lửa. Cây này thì nhiều màu lửa nhưng mà nó chưa lên, mới lên 3 màu quý anh chị em. Em lên cho mình mã số 4, một cây vàng lửa. Tán em đo đây là 50. Chiều cao là 60. Hoành là hoành 13. Mã số 4 em xin giao lưu mức giá là 320 ha. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Vàng lửa màu mới quý anh chị em, màu rất là sắc ha. Em lên cho mình mã số 5, một cây tím pháp. Cây ghép hai màu, tím pháp và tím bướm. Tán em đo đây là 77. Chiều cao là 89. Hoành là hoành 17. Mã số 5 em xin giao lưu mức giá là 450 ha. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Cây một rễ rất là đẹp quý anh chị em. Lô này tiễn ha, đế rất là sạch. Em lên cho mình mã số 6. Tán em đo đây là 93. Cây ghép hai màu. Chiều cao là 1m03. Hoành là hoành 22 ha. Mã số 6 em xin giao lưu mức giá là 470 ha của chú anh chị. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Đế sạch quái quý anh chị em. Cây này thì ghép gồm có Adana đổi màu nè. Adana hoa rất là đẹp. Và Thimaret cành vàng lá ngọc hoa đỏ nha. Em lên cho mình mã số 7. Lại là ngũ sắc Thái 5 màu ha của chú anh chị. Tán em đo đây là 89. Chiều cao là 1m21. Hoành là hoành 11. Mã số 7 em xin giao lưu mức giá là 370 ha của chú anh chị. Em đã bao phí ship luôn rồi ha. Em lên cho mình mã số 8. Tán em đo đây là 68. Chiều cao là 90. Hoành là hoành 24. Mã số 8 em xin giao lưu với mức giá là 450 ha. 450 cho mã số 8 em đã bao phí ship luôn rồi ha cô chú anh chị. Một cây Red Pisa, đế rất là đẹp anh chị. Em lên cho mình mã số 9. Một cây Ruby tím lửa. Tán em đo đây là 76. Chiều cao là 68. Cứng búp hết trơn. Hoành đo đây là hoành 14 ha của chú anh chị. Mã số 9 em xin giao lưu mức giá là 370 ha. Phương em cũng đã bao phí ship luôn rồi ha. Em lên cho mình mã số 10. Tán em đo ở đây là 80. Tím pháp full bông. Chiều cao là 78. Hoành là hoành 20. Mã số 10 em xin giao lưu mức giá là 360 heo của chú anh chị. Để sạch và quái quý anh chị em. 360 cho mã số 10. Em lên cho mình mã 11. Cây đỏ lửa. Tán em đo đây là 54. Chiều cao là 83. Hoành là hoành 16. Mã 11 em xin giao lưu mức giá là 450 heo của chú anh chị. Em cũng đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. 450 cho mã 11.
Em lên cho mình mã 12 là một cây vàng lửa luôn ha cô chú anh chị. Tán em đo đây là 77. Chiều cao là 84. Hoành đo đây là hoành 19 ha. Thì mã 12 em xin giao lưu với giá là 360 ha. 360 cho mã 12. Bây giờ mình lấy bo ha. Em lên cho mình mã 13. Cẩm thạch tím pháp. Tán em đo đây là 63. Chiều cao là 76. Dòng này hoa rất là sáng. Hoành là hoành 18. Mã 13 em xin giao lưu mức giá là 450 luôn ha cô chú anh chị, em đã bao phí ship cho mình không luôn rồi còn. Ha. À, lá thì cẩm thạch vàng với anh chị em. Dạ. Nổi cái mặt hoa lên rất là đẹp luôn. Em lên cho mình mã 14. Một cây lửa nhiều màu. Tán em đo đây là 87. Chiều cao là 75. Hoành là hoành 16. Mã 14 em xin giao lưu mức giá là 370 heo của chú anh chị, em cũng đã bao phí ship luôn rồi ha. Gồm có trắng lửa, ruby tím lửa, đỏ lửa, cam lửa, hồng lửa của anh chị em. Dạ. Vàng lửa nữa. 5-6 màu lửa. Em lên cho mình mã 15. Một cây trắng tuyết. Phun bông. Tán em đo đây là 70. Một cái màu trắng tinh khiết luôn. Chiều cao là 97. Hoành em đo đây là hoành 13. Mã 15 em xin giao lưu giá là 450 luôn ha cô chú anh chị. 450 cho mã 15. Em lên cho mình mã 16. Ba màu tuyết. Tán là 72. Chiều cao là 77. Dòng siêu bông của anh chị em. Hoành là hoành 13. Mã 16 này em xin giao lưu mức giá là 350 ha. Tím tuyết, trắng tuyết và hồng tuyết. Em lên cho mình mã 17. Một cây tím bướm. Phun bông rực rỡ. Tán em đo đây là 57. Chiều cao là 78. Hoành là hoành 17. Mã 17 em xin giao lưu mức giá là 450 ha cô chú anh chị. 450 cho mã 17. Em lên cho mình mã 18. Tán là 78. Cây ba màu anh chị em. Chiều cao là 76. Hoành là hoành 12. Mã 18 em xin giao lưu mức giá là 430. Red Visa, trắng tuyết và tím tuyết. Ba màu siêu bông. Em lên cho mình mã 19. Ngũ sắc năm màu thái. Tán em đo đây là 1m. Chiều cao là 1m09. Hoành là hoành 12. Mã 19 em xin giao lưu mức giá là 450 không cô chú anh chị. À rực rỡ rồi. Em lên cho mình mã 20. Hai màu của anh chị em. Tán em đo 61. Tím bướm và tím pháp. Chiều cao là 74. Hoành là hoành 15. Mã 20 này em xin giao lưu mức giá là 350 ha. Chung dòng lá. 350 cho mã 20. Em lên cho mình mã 21. Lửa nhiều màu của anh chị em. Tán em đo đây là 75. Chiều cao là 87. Hoành là hoành 17. Mã 21 này em xin giao lưu với mức giá là 450 heo của chú anh chị. 450 cho mã 21. Gồm có trắng lửa, đỏ lửa, tím lửa, cam lửa. Em lên cho mình mã 22. Một cây tím bướm à. Tán em đo đây là 66. Chiều cao đây là 68. Hoành em đo đây là hoành 23 ha. Mã 22 em xin giao lưu mức giá là 470 heo của chú anh chị, em đã bao phí ship luôn rồi ha. 470 cho mã 22. Cây rất là sạch, rất là thoáng của anh chị em. Em lên cho mình mã 23. Một cây vàng lửa. Tán em đo đây là 78. Chiều cao là 83. Hoành là hoành 16. Cây này khai thác bo. Mã 23 này em xin giao lưu mức giá là 320. Rất là nhiều bo anh chị em. 320 cho mã 23. Em lên cho mình mã 24. Ngũ sắc năm màu thái à. Tán em đo đây là 1m.
chiều cao đây là 90, hoành là hoành 14, mã 24, mã 23 này em xin giao lưu với mức giá là, em xin lỗi mã 24 ha cô chú anh chị, mã 24 em xin giao lưu với mức giá là 350 ha. Nó có vết sẹo chút xíu ha cô chú anh chị, bị trầy da lúc làm phôi nhẹ anh chị, không ảnh hưởng. Em lên cho mình mã 25 là một cây tím bướm, tán là 75, chiều cao là 77, hoành là hoành 19, mã 25 em xin giao lưu với mức giá là 450 ha của chú anh chị. Em cũng đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Giấy đi có thể rụng hoa rụng lá, mong quý của chú anh chị thông cảm giùm em điều này ha. Em lên cho mình mã 26, một cây trắng tuyết á. Tán em đo đây là 81, chiều cao là 93, hoành là hoành 15, mã 26 này em xin giao lưu mức giá là 450 ha của chú anh chị. Và rồi mã 26 cũng là mã cuối clip ha. Cuối clip em xin cảm ơn anh Thái, em cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương và ủng hộ những clip vừa qua ha. Thì em xin kính chúc quý cô chú anh chị làm việc một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Hẹn quý chú anh chị vào những clip tiếp theo ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo nha, vườn em Mi nha.